Chào tất cả các anh em có mấy con tôm này trên mọi miền tổ quốc nhá. Ôi trời mưa gió, hôm nay trời mưa gió. Lời đầu tiên cho em gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Chúc cho tất cả các anh em luôn luôn mạnh khỏe nhá. Công việc của mọi người lúc nào cũng thuận lợi, phát tài, gặp nhiều may mắn nhá anh em nhá. Hiện tại em đang ở cơ sở 2 của em. Hôm nay trời mưa, thực sự là không muốn làm việc đâu, nhưng lại có hai ông em ở trên huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, cách em khoảng 400 km. Thì các em mới lo bị hả, các em bị hỏng hỏng máy ở trên núi rồi, không muốn sửa nữa, bây giờ phải thay cả một con máy khác. Sau khi em đưa đi hai cơ sở của em tư vấn máy móc xem máy, thì em ấy đã chọn một con máy đẹp nhất, con máy Zuchai 120-30 này. Con máy này là máy to, có một đời máy 120-20 ấy, là máy nhỏ, con này là máy to. Con này là cái dòng máy to nhất của máy Trường Hải 6 tấn này. Vì heo nó to và turbo nó chạy dọc này anh em ơi. Cái đời turbo chạy dọc này em mới mua về để thay vào con máy Trường Hải của em ấy, là đời bao nhiêu nhỉ cu? 212 à? Đời 212 nhá. Đời 212. Nói thật là con này thì từ lúc mua máy, chắc con máy này là con máy mà em thấy em mua được con máy này là con máy đẹp nhất anh em ạ, khẳng định luôn. Rồi. Thì em sau đây em sẽ giới thiệu qua vòng tua và mã lực của nó để cho anh em cùng xem cùng biết nhá. Con Zuchai 120 này là lòng của nó là một tấc 08. Mã lực của nó là 120 đến 130 PS anh em nhá. Và vòng tua của nó thì vòng tua của nó là 2008 90 kW này. 90 kW và vòng tua 2008 nhá. Thì nó thật là máy này là máy bãi các bạn. Con máy này nó khoảng 95% luôn, khẳng định luôn. Đây, nó đẹp ở đâu em sẽ quay cho tất cả anh em cùng xem và cùng biết nhá. Đây. Thực sự là các em ấy ở đi tận 400 km về đây, thì em nói thật là đi cái quãng đường nó rất là xa, vì thế mà em bảo là thôi các em cố gắng mà mua con máy đẹp nhất này về mà dùng. Nếu mà về dùng có vấn đề gì anh chịu trách nhiệm luôn, vì con máy này nó quá mới, quá đẹp. Em mua máy đến lúc em mua máy mà bao lâu lắm rồi mới nhìn thấy một con máy Zuchai như thế này, nó đẹp được tới mức như thế này luôn anh em ạ, khẳng định luôn. Đây, nhìn này. Nếu mà một con máy nó chạy nhiều nhá, cái nước sơn của nó sẽ bị bạc màu đi, nó bị nóng, nó sẽ bạc cái màu sơn của nó đi, nhưng nó sẽ không còn được tươi như thế này nữa. Đây, con máy này. Sơn này. Nguyên hết rồi anh em ạ, nguyên này, chưa có một con ốc nào động chạm, chưa có dấu mỏ nha. Đây, do ông đánh tắc te nguyên zin hết này. Chưa mở ra bao giờ, máy móc chưa mở. Đây, đây. Đẹp rực rỡ luôn, bơm kim rồi. Đây. Con này là đời máy to rồi, cái máy to thì nó sẽ đời máy nhỏ thì cái đường cổ hút từ bên này nó sẽ vắt sang bên này, nhưng con này là máy to thì nó sẽ chạy dọc. Nhưng hai con nó đều lắp dọc cho nhau, chân bệ nó như nhau hết nhá anh em nhá. Đây, tem giấy nó vẫn còn này. Mặt quy lát còn nguyên zin hết này, chưa xả e này. Những cái con đờ ốc ở đầu kim phun còn chưa xả e bao giờ cơ anh em ạ. Đây. Chưa xả e luôn nhá. Đây. Lốc mặt máy quy lát này. Nguyên zin hết à. Chưa xả e, ốc này chưa xả e luôn anh em ạ. Khẳng định đẹp luôn nhá, turbo này. Nguyên hết này anh em ạ, turbo nguyên này. Đẹp. Kinh khủng luôn. Gang xả nó chạy ít vì thế mà nó vẫn còn trắng tinh này. Đẹp lắm. Đây, con cổ đề còn chưa bị mất cái nhựa bảo vệ này. Quá mới, quá đẹp. Rồi, sang bên dài bên này nhá. Mới lắm. Kinh khủng khiếp luôn. Nói thật là không phải là tại sao, nhưng vì lâu lắm rồi không nhìn thấy một siêu phẩm máy Zuchai 6 tấn 2 mà đẹp như thế này đâu anh em ạ. Nó đẹp thực sự mà đẹp đẹp ghê gớm luôn đấy. Hình thức bên ngoài quá chất đã đây. Cái gang xả nó chạy ít này vì thế mà nó vẫn còn trắng này, nếu mà chạy nhiều nó rỉ hết rồi. Rồi, mới không? Quá đẹp. Bây giờ hình thức quá ok rồi, bây giờ em sẽ cho anh em thợ test lổ để cho hai ông em ông ấy kiểm tra nhá. Nổ đi em ơi. Zuchai 120. 120 trừ 30 nhá anh em nhá. Máy bơm to heo to này, con này là đời hơn đời máy 6 tấn 2 này. Máy bơm to hơn cái con 120 trừ 20 đấy anh em ạ. Con này là máy cho hai này, hai ông em dai ở trên trên đâu nhỉ? Tỉnh Cao Bằng ở chỗ nào nhỉ? Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng nhá. Con máy này còn mới 95% anh em ạ. Lắp trên con Trường Hải, Thaco Trường Hải ấy. Đây. Bây giờ sẽ test lổ cho hai em dai đến từ tỉnh Cao Bằng. Cao Bằng gần như là địa đầu của Tổ quốc rồi. Nổ đi em. Máy nó như máy mới luôn. Đếm nổ thấy thế nào?
anh còn chưa được đổ đâu, còn mày anh tự tin 100% về máy này đâu, gần như máy mới này. Chê không lấy tiền luôn, cho máy luôn. Ở góc lọc ấy, chạy đó, đầu thừa mà. Quay đi, cho nó hoành tráng. Máy mới 95% nhá. Tem giấy cái thứ này vẫn còn này. Gang xả này vẫn còn trắng tinh này. Không có một tí khói nào luôn. Đấy, kiểm tra đi. Nghe tiếng nổ là biết rồi. Mày không mua con này thì mày chẳng mua được con nào nữa, anh khẳng định luôn, trong chẳng luôn. Wow, ok. Bơm cao áp như mới quá. Đấy, nhìn thấy chưa? Ok cho em dài. Tắt nha, tắt đi. Máy này mà bất kỳ ông nào chê nhá, em xin cho máy luôn. Đấy, dí lại phát nữa là xinh. Cho em lấy xem. Mày cứ thích mày gà mạnh vào cho nó hoành tráng. Gà mạnh nào? Việc cái gì đâu, hỏng đéo hỏng anh. Mày chưa đưa tiền là máy vẫn là máy của anh. Thích làm cái gì làm. Thấy chưa? Lỗ lại lần hai đấy. Đấy, cần ga đấy. Đấy, cần ga đó. Ok chưa? Quá chất, quá mới. Vừa rồi, em vừa tiết lộ xong siêu phẩm du trai 120-30 nhá. Con máy lắp trên con xe Trường Hải 6 tấn 2. Cho em Huấn ở huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Em ấy là đời con máy của em ấy là đang bị hỏng ở trên núi. Em ấy không muốn sửa nữa và muốn đổi con máy mà đẹp luôn. Thực ra kinh tế cũng hạn hẹp thôi, nhưng em ấy cố gắng mua con máy này đẹp vì em cũng tư vấn là bảo là em ơi con máy này nó mới quá, nếu mà em không mua con máy này thì hoang phí cuộc đời quá. Thế là em ấy quyết định mua, cố gắng một tí mua. Nhưng thật sự là bán với như bán cho khách hàng với những con máy như này thì mình cũng yên tâm anh em ạ, thực sự luôn cũng yên tâm. Vì nó quá đẹp và quá mới. Lổ lên không có một tí khói, không có một tí đổ hơi nào luôn nhá anh em nhá. Máy nó cực đẹp, cực chất. Máy này khẳng định với anh em là nó còn khoảng 95%, khẳng định luôn, 95% ấy. Kinh khủng, kinh điển luôn. Em sẽ đăng video lên kênh nhá. Nếu mà anh em nào có xem được video ấy thì anh em hãy cho em một cái lượt đánh giá bình luận về hình thức bên ngoài, chất lượng tiếng nổ của con máy này nhá. Xem nó có đẹp đúng như lời em nói không. Nếu mà anh em nào đang có nhu cầu mua máy móc gì thì đang cần mua máy móc gì để lắp vào lên xe hay vào cái công việc gì tàu thuyền ra biển đánh cá đấy thì anh em cần thì liên hệ cho em nhá. Bên cơ sở em có đầy đủ tất cả các loại động cơ to nhỏ để phục vụ cho tất cả các anh em luôn. Và đặc biệt nữa là nếu mà anh em có mua hàng ở trên mạng ấy, anh em phải tìm hiểu thật kỹ, tìm đúng cái cơ sở nào uy tín, cơ sở lớn, cơ sở uy tín để mua hàng nhá anh em nhá. Đừng có vì hám rẻ, rất nhiều anh em vì hám rẻ mà chuyển tiền cọc cho những người người ta không có cơ sở đàng hoàng và người ta làm ăn không uy tín rồi bị mất tiền cọc. Bị lừa mất tiền cọc rất là nhiều, hoặc là người ta chuyển gửi hình ảnh một con máy đẹp. Video một con máy đẹp nhưng khi chuyển tiền cọc xong rồi thì mất tích, hoặc là người ta chuyển vào là một con máy xấu không đúng, thì bây giờ không lấy thì người ta không trả lại tiền cọc mà lấy vào ôm phải con máy dở không dùng được, thế là bị lừa. Tại sao ở video nào cũng phải cố nhắc nhở anh em để anh em hạn chế rơi vào những trường hợp như thế. Vì nếu mà anh em rơi vào những trường hợp như thế nhiều ạ thì em sẽ bị ảnh hưởng, vì em là người có cơ sở đàng hoàng làm ăn cũng chưa sai với bất kỳ một khách hàng nào cả. Mà bây giờ vì một số thành phần như thế thì mình bị ảnh hưởng thì thực sự là rất là buồn nha anh em nha. Vì thế mà anh em lưu ý nha anh em nha. Và em Hưng cũng xin nhắc nhở là nếu mà máy móc của anh em hỏng hóc nó chưa nhiều ấy, anh em chưa cần phải thay cả một con máy ấy. Anh em cần mua cái đồ đạc gì của con máy này hay bất kỳ con máy nào khác nhá, bên cơ sở em đều có thể tháo ra và bán cho mọi người được. Vì trong những ngày tháng qua em bán được rất là nhiều đơn đồ vật gửi đi khắp các tỉnh trong cả nước luôn. Vì không ngờ cái nhu cầu mua đồ vật của mọi người lại lớn như thế. Có những anh em người ta điện cho mình, người ta bảo là anh ơi, anh bán cho em cái món đồ này. Nếu mà không có cái món đồ này thì xe em không chạy được, máy em không nổ được. Mà em tìm khắp các cửa hàng bán đồ mới đồ cũ rồi, không có. Anh giúp em. Thế là em lại phải tháo ra. Có những lúc mình không có cái đồ ở ngoài ấy, có con máy cả 100 triệu
tháo ra, tháo con ốc hoặc là tháo cái đù ra để bán cho anh em. Thật sự với anh em là bán cái đồ vặt nó không lờ lãi bao tiền đâu, nó giúp mình quảng bá cái cơ sở của mình thôi. Sau này nhiều người biết đến cơ sở của mình hơn thôi. Nếu mà sau này anh em hay là bạn bè của anh em có nhu cầu mua máy móc gì thì chắc chắn là anh em sẽ giới thiệu cho mình. Cái điều đấy là điều mình sẽ được. Vì thế mà lúc nào sẵn sàng phục vụ anh em hết mình luôn. Và em Hưng cũng xin lưu ý là nếu mà nói thật với anh em là những cái đồ đi theo máy ấy là những cái đồ rất là bền nha, đồ loại 1 của nhà máy nó sản xuất. Nó không như đồ mới sản xuất đại trà, sắt pha gang ấy, chất thép của nó sẽ không bằng những cái đồ đi đồ bãi, đồ cũ đi theo máy đâu. Em khẳng định 100% luôn. Anh em không tin anh em cứ hỏi những anh em thợ lâu năm ạ, là người ta sẽ tư vấn cho anh em như biết những cái lời của em nói xem có đúng hay không nhá. Và em cũng xin nhắc nhở là nếu mà cái video em đăng lên đấy nó chưa đúng với cái nhu cầu sản phẩm mà anh em đang tìm kiếm ấy thì anh em hãy ấn vào ô tìm kiếm trên góc màn hình điện thoại hoặc là góc màn hình TV của mọi anh em nhá. Vào cái phần mềm YouTube này, TikTok, Google tìm kiếm là động cơ ô tô Hưng Thịnh hoặc là động cơ ô tô Hưng Thịnh VP88 và cho nó sẽ ra đầy đủ 5 cái cơ sở của em luôn. Có đầy đủ tất cả các loại động cơ xe tải, xe thùng, xe ben, xe khách, xe đầu kéo, máy múc, máy đào, máy công trình, máy tàu thuyền ra biển đánh cá, máy hút cát, máy gặt, bơm máy gặt, cù các tất cả các loại cầu nhỏ, cầu to, số nhỏ, số to, máy nhỏ, máy to nhá. Tất cả đều là hàng nghĩa địa đẹp hết, giá cả hợp lý nhất cho tất cả các anh em có nhu cầu luôn. Và đặc biệt nữa là em sẵn sàng tư vấn, anh em cần tư vấn máy móc gì thì cứ gọi điện trực tiếp vào hai số điện thoại của em hoặc là nhắn tin qua Zalo, Facebook, bình luận trên các TikTok hay YouTube là em đều tư vấn cho anh em là miễn phí, làm sao có thể mua được cái dòng sản phẩm nào nó phù hợp nhất với công việc và điều kiện kinh tế của mọi người nha. Một lần nữa xin chân thành gửi lời cảm ơn đến em Huấn ở huyện Bảo Lạc, Cao Bằng nha. Chúc cho ông em mua siêu phẩm máy của anh em về lắp lên xe dùng thật bền, dùng thật tốt nha. Mong sao lúc nào đó cũng khỏe mạnh, mang lại cái giá trị tốt nhất đến cho em. Cảm ơn tất cả các anh em đã bỏ ra những cái thời gian quý báu của mình để xem và theo dõi những cái video em đã ra nha. Xin chân thành gửi lời cảm ơn đến mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video con máy tiếp theo nhá. Hẹn gặp lại anh em.